Một ngày đầu xuân, khi trời vừa hết một đợt mưa lớn, chúng tôi theo chân những người bốc thuốc nam vào rừng. Rậm rạp, trơn trượt, chẳng có đường mòn, họ cứ thế rẽ cây làm đường cho phóng viên theo sau. Miệng trò chuyện, nhưng mắt thì không bỏ sót loại cây nào. Đó là thầy thuốc Phạm Chí Mạnh và anh Hoàng Văn Máy, người bản địa dân tộc Mông. Anh Mạnh tận hưởng những giọt nước tinh khiết đọng trong lõi cây thuốc mà mình vừa tìm thấy. Khó khăn, vất vả, nhưng chỉ cần tìm được cây thuốc, bao mệt mỏi đều tan biến. Rừng vàng, biển bạc, trên rừng đâu đâu cũng là cây thuốc, nhưng phải biết dùng thì mới trở thành thứ có thể cứu giúp người bệnh. Cứ một tuần hoặc một tháng, hai anh lại rủ nhau đến các huyện trong tỉnh để hái thuốc, trung bình đi mất cả ngày trời. Đó không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là tình yêu, là cái tâm của những lương y trẻ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện. Quý vị khán giả vừa theo dõi một đoạn clip ghi lại hình ảnh chúng tôi một buổi chiều theo chân của anh Mạnh và anh Máy, những người theo đuổi nghề bốc thuốc nam để chữa bệnh cho mọi người. Rất là vui vì hôm nay có một trải nghiệm hết sức thú vị vào một ngày trời cũng khá là ẩm ướt và đường thì rất là trơn trượt, đúng không ạ? Anh Mạnh ơi, không biết là anh đã theo đuổi nghề bốc thuốc nam này được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cơ duyên nào khiến cho anh đến với nghề này ạ? Thì anh làm cái nghề này chính thức cũng khoảng được khoảng 8 đến 9 năm rồi. Và cái cơ duyên thì là hồi nhỏ do anh bị ốm một trận, coi như là thập tử nhất sinh ấy, thì cũng được các thầy ở trên rừng trên bản thì hái thuốc cho uống. Từ khi đó là anh cũng đam mê và theo cái nghề thuốc này luôn. Thì vừa đi tra truyền con lối, xong rồi anh vừa đi học. Thì tiện thể là mình cũng tham khảo các thầy ở trên bản, thì các thầy cũng chỉ dạy cho mình học. Thì anh biết được cái nghề này, và thì bây giờ anh cũng ra hành nghề được gần 9 năm rồi đấy. Vâng, thế là anh có phải là người Cao Bằng không? Anh lại không phải người Cao Bằng, thì anh là người gốc Hải Dương. Thì anh lên đây cũng được gần 20 năm rồi. Vâng. Thế là trước đây thì khi mà anh có một cái cơ duyên như vậy thì anh có theo đuổi việc học hành của mình, có theo đuổi về chuyên môn về bốc thuốc không ạ? Anh có, trước đây thì anh cũng có theo đuổi những cái trường y, thì anh cũng học trường Học viện Y học cổ truyền. Thì sau này ra anh cũng hành nghề được một thời gian ở trong bệnh viện. Xong rồi anh thấy những cây thuốc lam của mình nó hữu ích quá, nó tốt quá, thế là anh quyết tâm anh đi theo, tự mày mò, tự tìm hiểu. Thì mình sờ tận tay cây thuốc nó sẽ hay hơn. Ví dụ như là khi mình ở bệnh viện ý, thì mình chỉ được tiếp xúc với những cái thuốc mà đã thành phẩm rồi đúng không ạ? Mình chưa biết là nguồn gốc của nó như thế nào, cách chế biến ra sao. Và bây giờ khác rồi, mình đi tận rừng, mình tận mắt chứng kiến được gần 10 năm làm nghề, cũng gần 10 năm đi rừng như thế này rồi. Thì anh đã bao giờ gặp phải những trường hợp là mình bốc nhầm thuốc hay là gặp phải những cái tình huống như thế nào khi ở rừng chưa ạ? Nếu mà đi rừng thì có thể mình có rất nhiều cây thuốc nó gần dần giống nhau, tựa nhau. Nhưng mà cái này mình phải nắm chắc, vừa là lý thuyết vừa là thực hành, nó phải sát sao với nhau đúng thực tế, chứ mình không thể làm nhầm được. Thì mình học cây nào là chuẩn xác cây đấy luôn, chứ không thể nhầm được trong cái nghề này. Còn anh Máy thì sao, anh đã đi theo anh Mạnh hái thuốc bao nhiêu lâu rồi ạ? Đi lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Chắc là cũng bằng thời gian anh Mạnh đi lên rừng hái thuốc đúng không ạ? Phải không? Thế trước đó thì anh Máy có bao giờ mà đi xung quanh nhà mình tìm cây thuốc chưa? Đi tìm nhiều lần rồi. Nhưng mà mình chưa biết cách dùng đúng không ạ? Chưa biết cách dùng. Nhưng mà biết là thuốc ở nhưng mà chưa biết dùng. Biết là cây này là cây thuốc rồi, nhưng mà mình chưa biết cách dùng. Thế thì việc là mình có người bản địa đi cùng ấy thì nó giúp ích nhiều trong việc mình tìm cây thuốc ạ? Cái này rất chi là tốt luôn. Tại vì như anh Máy đây là một người sinh sống tại ven rừng, thì anh ngày nào cũng đi rừng, thì những cái cây anh ấy nhìn rất chi là quen mắt rồi. Mình có thể chỉ cần nói tên hoặc là đưa hình cho anh có thể chỉ chính xác 100% luôn. Đấy là một cái lợi ích rất chi là đáng quý. Vâng. Thế là lần nào anh đi rừng là anh cũng có sự đồng hành của anh Máy ạ?
có lần thì anh đi cùng anh máy và có lần thì anh cũng tự đi, nhưng mà đa phần thì hai anh em đi hỗ trợ nhau là nhiều. Bởi vì mỗi lần anh lấy cũng mất công lấy thì lấy cho nó đủ chuyến thì mình sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Vâng. Thế bình thường thì anh Mạnh và anh máy thường hay đi tìm cây thuốc ở khu vực nào ạ? Anh hay đi các huyện như Chu Trinh này, rồi là Trà Lĩnh cũng có, Quảng Nguyên. Ở Cao Bằng mình thì có vùng thuốc quý Nguyên Bình, cụ thể như là Tam Kim, Nguyên Bình. Đấy là hay có những cây thuốc quý nhiều. Nhưng mà do cái địa lý nó khá xa nên là thi thoảng anh em với bố trí đi được thôi, chứ không phải là tuần nào cũng đi được. Thế ví dụ như là bình thường khi mà mình đi có cả một chuyến đi dài, có bao giờ mà mình không kiếm được cây thuốc nào về không anh? À có đấy, có những lúc đi mình không kiếm được. Thì mình không mới đến đấy trải nghiệm, mới đến đấy tìm thôi. Nhưng nó không đúng vùng địa lý của cây thuốc đấy thì mình không tìm được cây thuốc mình ưng ý đâu. Như hôm nay là mình cũng được khá chứ đúng không ạ? Vâng. Đây là cây gì anh nhỉ? Cây này là cây dây máu. Cây dây máu? À nó có tác dụng gì ạ? Tác dụng của nó thì chữa trong hiếm muộn này. À. Trong trường hợp nam nữ vô sinh. À. Và một trường hợp nữa là chữa bổ thận của nam giới. Vâng. Thế bình thường thì anh Mạnh đi tìm cây thuốc thì những cái cây thuốc nào mà phổ biến mà mình hay tìm nhiều là những cái loại nào ạ? À, chẳng hạn như cây huyết đằng này. Huyết đằng. Khúc khắc này. Khúc khắc. Và củ lâu này. Củ lâu. Củ lâu đực đấy. À, củ nâu. Cũng như cây máu chó này anh cũng hay đi tìm. Và một số thuốc như cây thuốc lam, cây thuốc dạ dày của mình ấy. Hoặc là cây thuốc xương khớp thì anh cũng hay tìm. Như là nó rất nhiều tên, thì tên có thể là vừa tên khoa học này, vừa tên tiếng bản địa của mình. Thì nó nhiều cách gọi khác nhau. Theo đông y, theo những phương thuốc cổ truyền, vậy thì anh thấy là chữa bệnh bằng sử dụng những cái cây cỏ tự nhiên này nó có tác dụng như thế nào và nó có cái ưu việt ra sao ạ? Cái thứ nhất là cái đặc điểm của cây thuốc lam này lành tính, uống không có những cái tác dụng phụ nguy hiểm và tác dụng hiệu quả nó rất chỉ là nhanh, và mình chỉ cần đúng cây đúng bệnh thì nó phát huy được cái tác dụng của nó rất chỉ là tốt và hiệu quả luôn. Cụ thể như bệnh xương khớp thì mình dùng những cái cây đặc trị xương khớp như đau xương hoặc là ưng bất bạt ấy, thì mình chữa nó rất chi là nhanh và nó đảm bảo được cái chất lượng và cái nguồn thuốc khi mình đưa vào cho người bệnh uống, nó không gây ra những cái tác dụng phụ. Thế nhưng mà cũng có một điều đáng nói là so với những cái vị thuốc phương Tây thì chữa bệnh rất là nhanh. Uống vào cái thì chúng ta sẽ giảm đau ngay này. Vâng. Rồi là chúng ta có thể đỡ bệnh ngay. Nhưng mà đối với những cái phương thuốc vị thuốc nam của mình thì nó lại có tác dụng chậm hơn, từ từ. Vậy thì người bệnh thì có sốt ruột mỗi khi dùng thuốc không ạ? À, có đấy. Thì thường những cái cây thuốc lam này khi mình uống thì sẽ như bệnh lặng ấy, uống sẽ phải mất tầm khoảng 1 đến 2 tuần thì cái sự ngấm thuốc của cơ thể mình thích nghi thì bệnh mới bắt đầu có cái cảm giác tiến triển được, mình mới thấy nhẹ nhõm được. Thì nhiều khi mọi người cũng sốt ruột đấy. Mọi người uống thì cũng ai cũng thế, muốn khỏi bệnh thì mọi người đều có tâm lý là muốn uống một cái là khỏi ngay. Nhưng mà đấy là cái tâm lý chung của mọi người rồi. Vâng. Nhưng mà mình đều khuyên mọi người là cây thuốc lam của mình thì nó sẽ chữa từ từ, ngấm từ từ, nhưng mà sau này lâu dài nó lại khỏi lâu dài được. Anh Mạnh là một người có chuyên môn, được học hành bài bản và có được cấp phép hành nghề. Khi mà anh bốc thuốc thì rất là yên tâm. Thế nhưng mà có những trường hợp những thầy lang không được học hành bài bản, không có cơ sở khoa học, nhưng mà vẫn đi bốc thuốc này, hay là người dân theo kinh nghiệm dân gian đi lên lấy thuốc ở rừng này, ví dụ như là bị rắn cắn này hay là bị chó dại cắn này, đều tự ý là theo cái kinh nghiệm dân gian được mách bảo và đã gây ra những cái hệ lụy rất là đáng tiếc, nhiều trường hợp là tử vong khi mà tự ý dùng những cây thuốc nam. Vậy thì điều này thì mang cho anh những cái suy nghĩ gì ạ? Mọi người không nên tự ý dùng thuốc, nên có lời khuyên, lời tư vấn của bác sĩ hoặc là những người thầy thuốc thì họ sẽ tư vấn cho mọi người dùng tốt hơn để tránh những cái hậu quả khôn lường về sau này. Anh có những câu chuyện nào về bệnh nhân từ phương xa tìm đến anh, không chỉ là ở Cao Bằng mà họ ở những cái tỉnh khác biết đến mình làm nghề bốc thuốc và chính tay mình đến rừng tìm những cây thuốc nam rất là an toàn, vậy thì họ tìm đến anh và anh đã cứu giúp được cho họ, thì anh có những kỷ niệm nào, những bệnh nhân nào mà anh có thể chia sẻ? Và có một bệnh nhân, một bác gái 60 tuổi ở dưới Hải Dương. Thì khi bác
biết đến Mạnh thì bác uống thuốc một đợt đầu, bác thấy đỡ rất nhiều, mà bác uống ở nhiều nơi bác không thấy đỡ. Thì về sau bác ấy chia sẻ cho rất nhiều người trong làng đấy uống, thì bác bảo khi cả làng của bác gần uống thuốc của bác của Mạnh hết rồi. Cả làng uống thuốc luôn. Cả làng uống thuốc. Mà lại là một lương y rất là trẻ tuổi đúng không ạ? Thì nhiều bác không biết thì toàn gọi mình bằng thầy thôi, nhưng mà thực ra thì mình cũng vẫn còn trẻ tuổi nên nhiều khi vẫn ngại lắm. Trong quan niệm của mọi người thì lương y này hay là những thầy thuốc về đông y là phải là những người có tuổi, có kinh nghiệm. Thầy lang đúng không ạ? Nhưng mà anh Mạnh thì lại là một người trẻ tuổi và lại có được sự tin tưởng của mọi người, tin tưởng của nhiều bệnh nhân, rất là mừng, rất là phấn khởi đúng không ạ? Cái này mình càng đam mê học hỏi sớm thì kinh nghiệm mình tích lũy được càng nhiều, thì sau này mình chữa bệnh cho mọi người càng yên tâm hơn, chứ nó không phụ thuộc vào tuổi tác. Thì tuổi tác càng cao thì kinh nghiệm càng dày thì là mọi người uống càng khỏi bệnh thôi. Có những bệnh nhân nào mà gần như là bị bệnh viện trả về đấy ạ? Đó. Và họ hết hy vọng rồi, họ hết hy vọng ở Tây Y rồi và họ vẫn tìm đến những cái phương thuốc cổ truyền của dân tộc để mong muốn là mình sẽ được cứu sống lại, được sống một cuộc đời mới. Đó. Có những bệnh nhân họ bị xơ gan cổ trướng ấy, thì bụng của họ rất chi là trướng to và bệnh viện trả về. Thì đấy thì mình cũng có hái những cái cây thuốc trên rừng làm cho họ tiêu sẹp cái ổ bụng ấy đi được, tiêu cái dịch ấy đi, thì sau dần dần họ ăn cơm, ăn uống ngon hơn, sức khỏe trở lại đi lại bình thường, làm việc, sinh hoạt bình thường được. Cái cảm giác mà mình chữa bệnh, cứu người và mang lại cho họ một cuộc sống mới, mà mang lại cho họ những cái tia hy vọng mới, thì anh cảm thấy như thế nào? Mình thấy rất chỉ là phấn khởi. Vừa là một người thầy thuốc chữa bệnh thì khi đưa thuốc cho mọi người thì mình vừa có một cái nỗi lo như này. Là thứ nhất là mọi người uống có khỏi bệnh hay không là điều thứ nhất. Thứ hai là mọi người uống khi khỏi bệnh thì mọi người có lại kiêng được những cái thứ mà trước đó họ chẳng hạn như họ uống rượu nhiều chẳng hạn. Thế bây giờ uống thuốc vào thì họ khỏi cái bệnh gan do uống rượu đấy. Nhưng sau này khi họ sinh hoạt lại bình thường thì họ lại uống rượu tiếp. Thì sau này rất khó để chữa. Thì quá trình uống rượu đấy nó sẽ bị nhờn thuốc đi. Thì mình cũng có cái nỗi lo là mong mọi người uống bệnh và hợp tác theo những cái hướng dẫn của bác sĩ và mọi người thầy thuốc hướng dẫn để đạt được cái hiệu quả nó lâu dài hơn. Vậy thì với những cái căn bệnh mãn tính mà mình cần phải sử dụng thuốc lâu dài thì nó trong thời gian dài như thế mà mình uống, ví dụ là ngày nào mình cũng uống thuốc thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? À không em ạ, nếu mà có những vị thuốc thì mọi người uống càng uống lại càng thích, càng uống lại càng thấy khỏe ra. Nhưng mà mình cũng chỉ khuyên mọi người là uống một thời gian mình thấy sức khỏe ổn định trở lại bình thường rồi thì mình cũng không nên lệ thuộc quá vào thuốc, thì mình sẽ cứ để cho cơ thể nó tự nhiên thôi, chứ không thể phụ thuộc quá vào thuốc. Vâng. Em thấy là ngoài việc là mình lên rừng hái những cây thuốc ra thì em thấy anh cũng có những cái niềm vui khi mà mình được hòa cùng với thiên nhiên và mình được sống với cái nghề nghiệp của mình đúng không ạ? Vâ. Cả anh Máy và anh Mạnh đúng không ạ? Vâ. Cũng sắp đến ngày 27 tháng 2, ngày Thầy Thuốc Việt Nam rồi, thì anh Mạnh có lời gì muốn gửi đến những thầy thuốc, những lương y, những người đang tận tình giúp đỡ bệnh nhân, cứu giúp và mang lại cho bệnh nhân những cuộc sống mới, những cuộc đời mới? Anh có điều gì muốn gửi tới các y bác sĩ? Mạnh cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể những cán bộ y bác sĩ đang công tác trong ngành. Chúc cho các bác luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, ấm no và vững tay nghề trong công tác chữa bệnh, điều trị bệnh cho mọi người. Cũng mong dịch bệnh ngày càng đẩy lùi thì mọi người an tâm công tác hơn. Vâng, rất là cảm ơn anh Mạnh. Xin chúc cho anh Mạnh sẽ luôn giữ lực lửa trong nghề, cứu giúp được thêm nhiều bệnh nhân nữa và luôn có cái tâm trong sáng với ngành y, đúng theo lời của bác Hồ đúng không ạ? Lương y như từ mẫu. Đã. Và chúc cho anh Máy sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi vui vẻ cùng với anh Mạnh và kiếm thêm được nhiều vị thuốc như thế này ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Dạ.